X51 Story mến chào các quý vị thính giả. Vào tháng 5 năm Kiến An thứ 18 tức năm 213 Công Nguyên, Hoàng đế Bù nhìn nhà Hán phái ngự sử đại phu Si Lự cầm phù tiết sắc phong Tào Tháo làm ngụy công, lời lẽ long trọng đường hoàng, điều kiện cũng vô cùng hậu hĩ. Tào Tháo trở thành ngụy công không những vẫn giữ được chức thừa tướng mà vẫn kiêm chức ký châu mục. Chế độ của nước Ngụy mới thành lập thì đều như chế độ của chư hầu vương đầu thời nhà Hán. Đây chính là thứ Tào Tháo muốn. Bởi vì thực quyền của ông ta đều chẳng vơi bớt đi chút nào, mà địa vị lại cao hơn nhiều, danh dự giành được không ít. Chủ trương của Tào Tháo là không thể tham danh hão mà chuốc lấy họa thực. Tuy vậy, Tào Tháo vẫn giả bộ khiêm nhường, trước sau đã nhường 3 lần. Thế là, hơn 30 người, do Trung quân sư Tuân Du cầm đầu, bao gồm Trung Do, Trình Dục, Mao Giới, Giả Hủ và một số quan lại khác liên danh dâng thư khuyên ông ta nhận. Nói mãi, cuối cùng Tào Tháo cũng giả bộ bị cưỡng ép làm ngụy công. Tuy vậy, phe phản đối ông ta có rất nhiều người, hơn nữa, có một người Tào Tháo tín nhiệm nhất, xem trọng nhất cũng bày tỏ phản đối. Trong những năm tháng qua khứ, người này luôn luôn ủng hộ và giúp đỡ Tào Tháo vào những thời khắc mấu chốt, song lần này lại phản đối. Điều đó khiến Tào Tháo bất ngờ và vô cùng đau lòng. Vậy người đó là ai? Đó chính là đại quân sư số 1 của ông ta Tuân Úc. Trong doanh trại Tào Ngụy, Tuân Úc tuyệt đối là một nhân vật nặng ký số 1. Tào Tháo xem ông ta như Trương Lương. Lúc ông ta 29 tuổi đầu quân cho Tào Tháo đã nói, từ phòng của ta đây. Những năm tháng sau đó, Tuân Úc đã không phụ kỳ vọng, bày mưu tính kế, thậm chí vào sinh ra từ vì Tào Tháo. Theo Tam Quốc Chí, mùa hạ năm 194 Công Nguyên, Tào Tháo thân là Diện Châu Mục, dốc hết toàn bộ lực lượng đi đánh Đào Khiêm, để Tuân Úc và Trình Dục ở lại giữ Huyền Thành. Lúc đó bạn cũ của Tào Tháo là Trương Mạc và Trần Cung đột nhiên trở mặt, liên hợp cùng Lã Bố đến đánh Diện Châu. Tình thế rất nguy cấp, nếu mất Diện Châu là Tào Tháo không trốn nương thân. Lúc này Tuân Úc bàn với Trình Dục, hai người chia nhau lo việc. Trình Dục ổn định Phạm Huyện và sau đó cố thủ Đông A với Tào Chi. Tuân Úc điều thái thú Đông quận Hạ Hầu Đôn đến cùng giữ Huyền Thành. Hạ Hầu Đôn đến Huyền Thành, trong một đêm giết mấy chục kẻ mưu phản xem như ổn định được tình thế. Bấy giờ, thứ sử Diện Châu là Quách Công dẫn mấy vạn người đến dưới chân Huyền Thành đòi gặp Tuân Úc. Hạ Hầu Đôn can Tuân Úc, tiên sinh là người trấn giữ một châu, hễ đi ắt có nguy hiểm tính mạng. Tuân Úc đáp, không hề gì, Quách Công thường ngày không cấu kết với bọn Trương Mạc. Hiện giờ, hắn vội vã tới đây, rõ ràng vẫn chưa đưa ra quyết định, vừa hay có thể đi khuyên nhủ. Dù có thể không lôi kéo được hắn sang phe ta nhưng cũng khiến hắn đứng trung lập. Nếu không đi gặp hắn, hắn cảm thấy chúng ta không tin tưởng mình, ngược lại sẽ thẹn quá hóa giận và sẽ theo phe kia mất. Vậy là Tuân Úc một mình đi gặp Quách Công. Quách Công thấy Tuân Úc chẳng mảy may khiếp sợ, biết Huyền Thành không dễ đánh chiếm, bèn rút về. Hành động này của Tuân Úc có thể được ví như câu chuyện Quan Vân Trường một đao tới hội sau này. Trên thực tế, vào mỗi thời khắc mấu chốt, khi Tào Tháo tiến hành đấu tranh chính trị hay đấu tranh quân sự, chúng ta hầu như luôn thấy được sự hỗ trợ đắc lực của Tuân Úc. Lúc khởi binh vào năm 191 Công Nguyên, Đồng Trác lấn át thiên hạ, Tào Tháo không đủ tự tin, chính Tuân Úc nói, Đồng Trác ắt sẽ chết vì hỏa loạn, không làm nên trò trống gì. Quả nhiên sau này Trác bị diệt vong. Vào thời kỳ phát triển, từ năm 194 đến năm 196 Công Nguyên, Tuân Úc giúp Tào Tháo hoạch định chiến lược nghênh đón thiên tử nhà Hán về Hứa Huyện để thu hút nhân tài, củng cố thế lực ở Trung Nguyên. Năm 197 Công Nguyên, Tào Tháo giao chiến với Viên Thiệu nhưng thế lực Viên Thiệu lúc đó quá mạnh, binh túc lương nhiều. Lúc Tào Tháo cảm thấy lực bất tòng tâm nhất, viết thư cho Tuân Úc để hỏi ý kiến về việc có nên giảng hòa với Viên Thiệu không, thì Tuân Úc hồi đáp. Ông ta phân tích cho Tào Tháo 4 nguyên nhân lớn nhất định thắng lợi, cổ vũ ý chí chiến đấu của Tào Tháo. Thậm chí đến năm 208 Công Nguyên, khi Tào Tháo chinh phạt Lưu Biểu, Tuân Úc cũng là người vạch định chiến lược giúp Tào Tháo. Tào Tháo làm thừa tướng nhà Hán, Tuân Úc luôn luôn giữ chức thượng thư lệnh, ông ta được ví như thư ký trưởng của Tào Tháo. Nếu nói Tào Tháo là người quyền lực cao nhất trong triều đình ở Hứa Huyện thì Tuân Úc như là nhân vật số 2. Tào Tháo thường xuyên phải xuất chinh hành quân đánh trận, cho dù có trở về, ông ta cũng ở Nghiệp Thành chứ không ở Hứa Huyện. Sự vụ trong triều đình và hoàng đế giao hết cho Tuân Úc coi quản. Tuân Úc không những giúp Tào Tháo trông nhà giữ cửa, mà còn giúp Tào Tháo bày mưu tính kế. Nói cách khác, đối với Tào Tháo, Tuân Úc là Tiêu Hà kiêm Trương Lương. Một người quan trọng và thân tín như Tuân Úc nếu như dẫn đầu quần thần, đưa ra nghị án phong công lập quốc rõ ràng có sức nặng hơn nhiều, thân phận cũng phù hợp hơn so với Đồng Chiêu, Tuân Du, Mao Giới, Trung Do. Thế mà, đúng lúc Tào Tháo bừng bừng khí thế chuẩn bị phong công lập quốc, Tuân Úc lại dội cho ông ta một gáo nước lạnh. Khi Đồng Chiêu đến bí mật trưng cầu ý kiến về việc trình tấu lên thiên tử phong tước Ngụy Vương cho Tào Tháo với Tuân Úc. Tuân Úc nói, Tào Công dây nghĩa quân, trừ bạo loạn, bình thiên hạ vốn là để giúp đỡ triều đình, ổn định quốc gia. Ngài ấy kiên trì lòng trung thành, giữ vững chí khiêm nhường. Quân tử yêu người dựa vào đức. Nếu các ông thật sự yêu quý Tào Công thì nên giúp ngài ấy giữ khí tiết lúc tuổi già. Cho dù không thể rút lui khi thành công, ít ra cũng đừng được voi đòi tiên. Được như Tiêu Hà thuở trước rồi lại đòi như Chu Công thuở trước. Cho nên chuyện này e rằng không thích hợp. Cho dù xét từ giọng điệu của câu, quân tử yêu người, dựa vào đức, không nên như thế.
là câu Tuấn Úc nói với bọn đồng chiêu, nhưng với trí thông minh sáng suốt của mình, Tuấn Úc không thể không biết chuyện phong công lập quốc này bề ngoài là đề nghị của bọn đồng chiêu, thực chất là tâm ý của Tào Tháo. Bọn đồng chiêu gặp riêng để hỏi ông ta trên thực tế cũng là đến thăm dò thay cho Tào Tháo. Cho nên thực ra ông ta nói câu này là cho Tào Tháo nghe. Xong để chừa đường lui, ông ta vờ như không biết đây là ý của Tào Tháo, mong rằng Tào Tháo nghe xong sẽ thuận thế xuống nước, ngăn cản hành động của bọn đồng chiêu. Khổ nỗi Tào Tháo đã sớm hạ quyết tâm, nào chịu nghe. Tào Tháo không những thất vọng sâu sắc mà còn nổi trận lôi đình. Cơn tức giận của Tào Tháo dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Vừa hay lúc ấy sắp Nam Chinh Tôn Quyền, Tào Tháo bèn dâng biểu lên triều đình, muốn Tuân Úc đến huyện Tiều thăm hỏi binh sĩ, thừa cơ giữ Tuân Úc ở lại trong quân tham gia bàn việc quân của phủ thừa tướng với thân phận thị trung kiêm quang lộc đại phu, trên thực tế là bãi chức vụ thượng thư lệnh của ông ta. Tuân Úc theo quân đến Thọ Xuân thì ngã bệnh, không lâu sau ông ta qua đời một cách bí ẩn, hưởng thọ 50 tuổi. Có hai giả thiết về cái chết của Tuân Úc, một là buồn rầu mà chết, hai là bị ép tự sát. Giả thiết thứ nhất trong Tuân Úc truyện của Tam Quốc Chí sách chép rằng Tuân Úc vì lo buồn mà chết. Giả thiết thứ hai được chép trong Ngụy Thị Xuân Thu, Tào Tháo gửi cho Tuân Úc một hộp đựng thức ăn, Tuân Úc mở ra thấy bên trong trống rỗng, bèn uống thuốc độc tự sát. Câu chuyện này gây xôn xao, đồn đại khắp nơi. Có tin đồn sang tận Đông Ngô, cho rằng Tào Tháo bảo Tuân Úc mưu sát phục hoàng hậu, Tuân Úc không chịu nên tự sát. Đương nhiên đó là lời đồn. Với tính cách của Tuân Úc, ông ta không thể nào tham dự những chuyện như mưu sát hoàng hậu. Tào Tháo quá hiểu Tuân Úc, ông ta sẽ không bảo Tuân Úc làm. Chúng ta cũng không biết Tuân Úc có tán thành Tào Tháo diệt trừ những kẻ đối lập không, vì không có ghi chép về việc này, có lẽ không tỏ rõ ý kiến. Song có lẽ ông ta không ngờ rằng có một ngày, bản thân ông ta lại trở thành kẻ đối lập, trở thành đối tượng mà Tào Tháo muốn diệt trừ. Vậy vì sao mối quan hệ giữa Tào Tháo và Tuân Úc lại rạn nứt, rốt cuộc ông ta đã đắc tội với Tào Tháo thế nào? Suy cho cùng là chính kiến bất đồng. Thật ra, Tuân Úc và Tào Tháo đã có sự bất đồng từ lâu. Năm 204 công nguyên, Tào Tháo đánh chiếm Nghiệp Thành, làm quyền ký châu mục, ký châu vốn thuộc về Viên Thiệu đã theo họ Tào. Lúc đó có người đề nghị nên khôi phục chế độ cửu châu thời xưa, như vậy địa bàn ký châu sẽ rất lớn. Vì theo chế độ cửu châu thời xưa, hai châu Tinh và U, bốn quận Hà Đông, Hà Nội, Phùng Dực, Phù Phong và Từ Châu đều phải cắt quy về ký châu. Tào Tháo vừa nghe đã động lòng, nhưng Tuân Úc phản đối. Đương nhiên, lần ấy Tuân Úc phản đối chủ yếu là cho rằng làm vậy bất lợi cho Tào Tháo. Theo Tam Quốc Chí, Tuân Úc nói với Tào Tháo, trước đây Minh Công phá Viên Thượng, bắt Thẩm Phối đã khiến trong nước khiếp sợ. Nếu còn thắt địa bàn của người khác, quy về ký châu ắt sẽ khiến người người lo sợ không giữ được đất đai và quân đội, nhất định cho rằng Minh Công muốn lần lượt thu phục họ, nhất định họ sẽ liều chết phản kháng, thì thiên hạ không dễ mưu cầu. Tào Tháo cho rằng Tuân Úc nói có lý, bèn bỏ ý nghĩ ấy. Nhưng lời của Tuân Úc cũng có ngụ ý, đó là chủ trương khôi phục kinh đô cũ. Lúc đó Tào Tháo không phản đối, cũng không tiếp nhận chủ trương này, trên thực tế cũng không làm được. Song đến khi có điều kiện làm việc này, Tào Tháo không những không làm mà còn thực hiện kế hoạch gộp châu, cũng tức là gộp 14 châu trong cả nước thành 9 châu vào năm 213 công nguyên. Việc này đồng nghĩa với việc xóa bỏ kinh đô cũ của Vương triều Đại Hán. Điều này khác xa với lý tưởng ban đầu của Tuân Úc vạch ra cho Tào Tháo. Đương nhiên khi Tào Tháo gộp châu, Tuân Úc đã qua đời. Vấn đề ở chỗ, Tào Tháo đã chuẩn bị cho việc gộp châu, xóa bỏ kinh đô cũ từ trước khi Tuân Úc qua đời. Việc gộp châu có liên quan tới việc Tào Tháo được phong công lập quốc. Khi Tào Tháo gộp châu và nhận chức Ngụy Vương, mối quan hệ giữa Tào Tháo và Hán Hiến Đế đã có sự thay đổi về cơ bản. Trước đó, Tào Tháo là thừa tướng Vương triều Đông Hán, Ký Châu và Ngụy Quận là châu quận của Vương triều Đông Hán. Giữa Tào Tháo và Hán Hiến Đế là quan hệ vua tôi, giữa Ký Châu và triều đình là quan hệ trung ương và địa phương. Nhưng khi Tào Tháo lên làm Ngụy Vương, Ký Châu trở thành Ngụy Công Quốc. Quan hệ giữa Ngụy Quốc và nhà Hán là quan hệ giữa bang quốc và mẫu quốc. Quan hệ giữa Tào Tháo và Hán Đế là quan hệ giữa quốc công và hoàng đế. Tuy Ngụy Vương Tào Tháo vẫn là đứng dưới Hán Đế theo thứ bậc, nhưng thực tế lúc này hoàng đế chỉ là danh phận, đất đai không có. Vương triều nhà Đông Hán lúc này quả thực là vua không ra vua, tôi không ra tôi. Đây chính là điều Tuân Úc không muốn nhìn thấy. Tuân Úc được coi là mưu sĩ số 1 của Tào Tháo. Mưu sĩ nếu xét đơn thuần thì chỉ là người bày mưu tinh kế cho quân chủ, giúp cho quân chủ thực hiện lý tưởng hoặc mục tiêu. Còn lý tưởng và mục tiêu của quân chủ là gì họ không quan tâm. Nhưng giữa Tuân Úc và Gia Cát Lượng đều có điểm chung, cả hai không chỉ đơn thuần là những mưu sĩ. Gia Cát Lượng và Tuân Úc đều có lý tưởng và chủ trương chính trị riêng. Họ chọn Minh Chúa cho mình khi Minh Chúa và họ có cùng lý tưởng chính trị thống nhất. Có lẽ xét trong số các mưu sĩ trong danh trại quân Tào, chỉ có Tuân Úc là có thể sánh với Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng với đối sách long trung phò tá Lưu Bị xưng đế. Còn Tuân Úc ông ta đưa ra cho Tào Tháo ba cương lĩnh lớn để xây dựng bá nghiệp. Đó là tôn kính thiên tử để thuận theo ý dân, chí công vô tư để khiến cường hào hàng phục, đề cao chính nghĩa để thu hút anh hùng. Ba cương lĩnh lớn này lần lượt được Tuân Úc gọi là đại thuật, đại lược, đại đức. Cốt lõi của ba cương lĩnh này chính là tư tưởng giữ gìn cái gốc. Gốc ở đây là gì? Là nhân dân, đất nước và hoàng đế. Rõ ràng,
Lý tưởng của Tuân Úc là giúp đỡ một vị anh hùng thời loạn, dẹp yên thiên hạ, phó tá nhà Hán. Theo ông ta, Tào Tháo chính là vị anh hùng như vậy. Bởi vì, Tào Tháo không những có khả năng này mà quan trọng hơn là ông ta có tâm tư này. Chúng ta biết rằng, lúc Đồng Trác làm loạn cuối thời Đông Hán, Tào Tháo khởi xướng nghĩa quân. Khi liên quân Quan Đông chần chừ không tiến tới, thì Tào Tháo đã anh dũng giết địch. Khi đám anh em họ Viên, Lưu Biểu, Lã Bố không đếm xỉa gì đến sự sống chết của hoàng đế, thì Tào Tháo đã trăm phương, ngàn kế tìm kiếm và nghênh đón hoàng đế. Cho nên, Tuân Úc nói với Tào Tháo, điều này chứng tỏ tướng công không lúc nào không nghĩ tới Vương Thất, nguyện vọng của ngài là muốn giúp khôi phục thiên hạ. Nói như vậy không phải thổi phồng hay nịnh nọt Tào Tháo mà là sự chân thành của Tuân Úc đối với Tào Tháo, cũng là kỳ vọng lớn lao mà ông ta gửi gắm cho Tào Tháo. Nhưng Tào Tháo đã khiến ông ta thất vọng. X51 Story luận bàn. Chúng ta hãy cùng điểm lại quãng thời gian Tuân Úc phò tá Tào Tháo. Năm 191 Công Nguyên, khi Tuân Úc đến với Tào Tháo, thay thủ đông quận Tào Tháo khi đó mới 37 tuổi quả là một tướng lĩnh yêu nước, sục sôi tràn đầy nhiệt huyết. Năm 196 Công Nguyên, Tuân Úc chủ trương minh đón thiên tử. Diện châu mục Tào Tháo 42 tuổi cũng vẫn là chư hầu một phương có lòng với Vương Thất. Sau đó là 12 năm Nam chinh Bắc chiến dẹp yên anh em họ Viên, giết Lã Bố, thu phục Trương Tú, bình định phương Bắc. Theo Tuân Úc, đây là những việc nên làm và phải làm, do vậy ông ta dốc hết sức phò tá Tào Tháo. Năm 208 Công Nguyên, Tư Không, ký châu mục Tào Tháo 54 tuổi bãi tam công, đặt thừa tướng, tự giữ chức ấy, nắm trọn quyền lớn, Tuân Úc vẫn cho là hợp tình hợp lý, vẫn hiên kế cho Tào Tháo chinh phạt Lưu Biểu. Thậm chí đến tháng Giêng năm 212 Công Nguyên, Tào Tháo 58 tuổi được đãi ngộ vào triều bái không cần xưng tên, vào chầu không phải đi nhanh, đeo kiếm và mang giày lên điện như Tiêu Hà thuở trước. Tuân Úc vẫn chấp nhận vì suy cho cùng Tiêu Hà khi xưa vẫn trung thành với Lưu Bang. Nhưng khi Tào Tháo ngầm bảo tụi Đồng Chiêu Chu bị việc phong công, lập quốc, thì Tuân Úc không thể đồng ý nữa. Tuân Úc cực kỳ nhạy cảm về chính trị, lập tức nhận ra tính nghiêm trọng của việc này. Ông ta biết rất rõ, một khi Tào Ngụy dựng nước, thiên hạ rốt cuộc sẽ không còn họ Lưu nữa. Điều này phá vỡ giới hạn của Tuân Úc, vì vậy ông ta cho rằng tuyệt đối không được, quyết không thể tán thành. Thiên hạ chỉ có thể là của họ Lưu, không thể của họ Tào. Vào thời đó tư tưởng nho giáo mang tính nguyên tắc sâu sắc. Cuối cùng thì đến lúc chết, Tào Tháo cũng không xoán ngôi thiên tử để xưng đế như Viên Thuật, chỉ ngồi đến chức Ngụy Vương. Có lẽ một phần nào đó do Tào Tháo không thể đối diện với đôi mắt buồn rầu của Tuân Úc. Lý tưởng của Tuân Úc là phò tá Tào Tháo, giúp ông ta khôi phục và chấn hưng vương triều Đại Hán. Nhưng lý tưởng đó xem ra chẳng còn hy vọng. Đối với một người như Tuân Úc, chẳng có gì đau khổ hơn là lý tưởng mình theo đuổi cả cuộc đời bị tan vỡ. Do vậy Tuân Úc buồn rầu mà chết hay bị ép tự sát thì đều có nguyên nhân như nhau. Ông ta sụp đổ vì lý tưởng của mình sụp đổ. Tuân Úc chết mà không nhắm được mắt. Thực ra thì Tào Tháo cũng tiên thoái lưỡng nan giống như Tuân Úc. Hơn nữa, ông ta còn khó xử hơn Tuân Úc. Tuân Úc chỉ có một mình, ông ta có thể lựa chọn buông bỏ. Nhưng Tào Tháo đại diện cho cả một tập đoàn lợi ích khổng lồ. Cho dù ông ta có muốn rút lui thì người khác cũng không đồng ý. Vì vậy Tuân Úc lựa chọn cái chết, còn Tào Tháo lựa chọn giết. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.